Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu giá trị xuất khẩu nông lâm sản đạt 23 triệu đô la. Trong đó, nhóm nông lâm sản chính như chè đạt khoảng 3 triệu đô la, sắn đạt khoảng 3,3 triệu đô la, gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt khoảng 15 triệu đô la, quế đạt khoảng 1 triệu đô la. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Yên Bái sẽ tuyên truyền để các đơn vị doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm của thị trường nhập khẩu, cung cấp thông tin thị trường nước ngoài để định hướng sản xuất, xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh. Trước mắt, tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ các dự án đầu tư cơ sở bảo quản chế biến sâu các sản phẩm nông lâm thủy sản, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản trong việc xác lập bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp tại các thị trường xuất khẩu.